Xin chào các bạn Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tổng hợp lại 30 từ lái rất rất là quan trọng cũng rất rất là đặc biệt và chắc chắn là cũng sẽ gặp ở trong những đề thi JLPT sắp tới hay. À, thực ra là trước đây từ trước đến giờ thì mình cũng đã nhận được khá là nhiều những câu hỏi từ việc các bạn học viên đó là uh, trong đề thi jrpt thì đề nào cũng thấy có xuất hiện những cái từ lái như thế này thế nhưng mà em thì lại không biết học những cái từ lái này ở đâu không biết tìm ở đâu ra để có thể học được thế nên là mình đã quyết định là sẽ làm một cái video clip như thế này ngoài ra thì đối với những bạn học viên mà đang học ở trên website cũng như là trên app của dũng modi rồi thì chắc hẳn là các bạn cũng biết đúng không đó là ở trên website và trên khóa học của dũng modi thì đã được tổng hợp và phân chia theo từng loại từ rất là cụ thể như thế này rồi Thế nên là các bạn có thể vào đây ôn tập và uh, sử dụng flashcard để ôn tập lại những cái phần như thế này nhá Ok và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại 30 từ lái quan trọng Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một từ rất rất là tươi vui đó là từ gì ạ? Nhi cô nhi cô cô nhi cô Tươi cười Ok dạ, ạ? Nhi cô nhi cô Cười hai lần Cười hai lần, cười hai cái đó thì chúng ta có thể nhớ được từ như cô như cô rồi đúng không? Hai, tiếp theo từ số 2 cũng rất là quen thuộc Gì đi, gì đi ừ, Không biết là có bạn nào đã nghe, nghe qua cái từ này chưa Gì đi, gì đi Đúng không? Đó là gì đấy? Sát nút, đúng không? Sát nút tức là Vừa vặn sát tới luôn Gì đi, gì, gì, gì đi, đi gặp 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 được. Được. Tức là đỗ sát nút Kiểu như là N3 sẽ là đỗ với điểm 95 điểm Đỗ với điểm 96 điểm chẳng hạn Đó, tức là Điểm nó rất là sát Kiểu đó, được chưa? À, tiếp theo goro goro, goro goro là nói về cái việc mình à, mình không làm gì cả, tức là mình chỉ ở nhà thong dong nghỉ ngơi thôi chứ mình không làm việc gì hết. Đó, được chưa? Hãy à, tiếp theo sura sura, sura sura là nói về cái sự trơn tru, trôi chảy. Tiếp theo là từ thama tama, à, cái từ này rất là nhiều bạn nhầm nhầm sang cái nghĩa của cái từ tama nhí. Tama nhí là thỉnh thoảng, đôi khi Thế nhưng mà thama thama sẽ là gì ạ? Là tình cờ, là ngẫu nhiên Nó bằng với cái từ gì đấy? Gư dèm Tình cờ ngẫu nhiên đấy Đó, các bạn có thể nhớ thêm nhá Tiếp theo Doki 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 À hồi hộp, tim đập thình thịch thình thịch ạ Nhá Rồi, tiếp theo Noro 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 Nói về cái sự chậm chạp, lề mề Rồi, hãy chỉ Bisho 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 Ướt sống Nó ướt sống chị làm được ở bụng đói meo đúng không đói mốc mèo lên đó à, được chưa ấy tiếp theo là từ mà sớm là ngày càng hơn nữa thế nào đó tiếp theo là từ mà Ừ, cũng tạm tạm, cũng khá khá, đúng không, khi mà khen một cái gì đó, chẳng hạn, khi mà muốn nói về đánh giá một cái gì đó, một cái món ăn này thì cũng, ừm, mà là nó cũng, ừm, cũng tạm được, đấy, kiểu thế. rồi, hay là từ, mecha mecha, mecha mecha, nhá, là nói về cái sự liều lĩnh quá mức, không thận trọng, đó. hay là từ, boro boro, boro boro là nói về cái việc tả tơi, À, rách gọi là rách tả tơi tê tua dài. Tiếp theo chúng ta có từ pera pera à, Từ này thì chắc hẳn là các bạn đều rất là quen thuộc rồi đúng không? Nói về cái sự lưu loát trôi chảy Ví dụ như là gì đấy? -pê -ra -pê -ra Nhi hông pera pera ni hana Chẳng hạn Đó, được chưa? Hai. Rồi tiếp theo chúng ta có từ pika 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 à, Ví dụ như là nói về một cái chiếc xe ô tô mới mua chẳng hạn Hay là một cái chiếc xe máy mới mua chẳng hạn Đúng không? Thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ rất là sáng loáng tỏa sáng ấy. Ừ lấp lánh các thứ lên hoặc là mình mới lau xong cái cửa kính chẳng hạn thì nó sáng loáng. Đó, kiểu thế nhá. Hay là chúng ta có từ bara bara nói về cái sự lộn xộn, đúng không? Lộn xộn tanh bành ra. Đấy. Ờ, rồi, tiếp. Mosabosa. Mosabosa nói về cái à cái đầu tóc ấy, đầu tóc chúng ta khi mà nó dối à nó nó bù xù lên. Đó, được chưa? Hay là từ uro uro, uro đô là làng vàng Làng vảng quanh nhà cô gái nào đó chẳng hạn à? đó đúng không hay là từ buda buda là đi lang thang kiểu đi lang thang vô định không có mục đích gì đó đấy à, tiếp theo phua 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 nói về sự gì đấy mềm mại nhá mềm mại hay là từ yu 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 nói về cái sự chật ních chật cứng tiếp theo thà bi thà bi là thường xuyên cái gì đó lặp lại nhiều lần được chưa rồi tiếp theo một từ nữa Gư gư Các bạn nghe thấy cái từ gư gư giống tiếng ngáy không? Đó, nói về cái việc gì đấy Nói về cái trạng thái ngủ Rất là sâu, rất là say Ngủ sâu, ngủ say thì sẽ thường có tiếng ngáy đúng không? Đó, thì mọi người nhớ theo cái từ kiểu như dạng Mình hình dung sang cái âm thanh đó nhá, Sang cái âm thanh nó đi Gư gư <laughs> Hai, Tiếp theo nhá, chúng ta có từ Jime 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 là à, ẩm ướt ừ, Ẩm ướt Hai, từ nữa, ida ida, đã là gì ạ? Sốt ruột, là bất an, lo lắng, bồn chồn ạ. Được chưa? Hay là heto heto, heto heto là nói về cái sự mệt mỏi, mệt phờ vạc ra. Đấy. Hay là gucha gucha, gucha gucha nói về cái sự bừa bộn, bừa bộn nhá. Hai. Tiếp theo, soa, soa soa, soa soa là nói về cái sự nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Được Tiếp theo, Hiya 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 Là nói về cái sự ớn lạnh Ớn lạnh, sờn cả gai ốc lên á Hiya hiya Cuối cùng chúng ta có một từ nữa là Haki haki Nói về cái sự hoạt bát Hoặc nói về cái điều gì đó Rõ ràng Được chưa? Hay! Vậy là trên đây chúng ta đã cùng nhau tổng hợp được 30 từ lái quen thuộc Và cũng uh, rất là hay dùng rồi Không biết là trong số 30 từ này thì các bạn đã biết được những từ nào rồi OK và nếu các bạn còn biết thêm những từ lái nào khác uh, thì cũng có thể comment ở phía dưới để chia sẻ với các bạn khác rồi nhé. Hẹn gặp lại.